Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Cà Rông Bách. Chiều ngày 14 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 3 tháng đầu năm đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đang sinh hoạt trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 24 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó có một số kết quả nổi bật như: thu ngân sách ước đạt trên 77 tỷ đồng, đạt 30,58% so với dự toán tỉnh giao. Diện tích gieo trồng đạt 100,45% so với kế hoạch. Tình hình dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát, huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho nhân dân vui xuân đón Tết. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung phần việc của 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024, gắn với kỷ niệm 49 năm giải phóng Phước An, 17 tháng 3 năm 1975, 17 tháng 3 năm 2024, với chủ đề khát vọng xây dựng huyện Cà Rông Bách phát triển nhanh bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Huyện sẽ khởi công và hoàn thành 6 công trình từ nguồn ngân sách nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn để khởi công 3 công trình dự án từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước. Đã và đang triển khai 9 hoạt động chào mừng xuyên suốt năm 2024. Một trong những hoạt động điểm nhấn quan trọng là lễ hội sầu riêng huyện Cà Rông Bách lần thứ 2 năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Cà Rông Bách phát triển và hội nhập. Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, tỉnh qua các thời kỳ đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật, tiêu biểu của huyện trong 3 tháng đầu năm 2024. Tin tưởng và kỳ vọng hệ thống chính trị huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra và đạt kết quả cao trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, tỉnh qua các thời kỳ cũng đã tích cực nắm bắt và phản ánh với Ban Thường vụ Huyện ủy nhiều thông tin từ cơ sở, thực tế đời sống, đóng góp ý kiến về việc triển khai công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024 từ huyện đến cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cà Rông Bách đã ghi nhận và giải đáp ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục đóng góp tiếng nói, vai trò làm cầu nối trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình hoạt động xây dựng và phát triển địa phương về mọi mặt. Chiều ngày 13 tháng 3, đồng chí Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trần Quốc Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các phòng ban đơn vị đã đi khảo sát thực tế tại địa điểm đầu tư dự án để đánh giá tính khả thi của một số dự án chuẩn bị đầu tư trên địa bàn huyện. Đoàn công tác của huyện đã đi khảo sát thực địa tại điểm dự định đầu tư dự án trạm bơm thủy lợi Buôn Hằng 1A xã E Uy, trạm bơm thủy lợi Con Tinh xã E Giêng, dự án sửa chữa nâng cấp đường Trần Phú, thị trấn Phước An, dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng của huyện và một số công trình có nguồn vốn đầu tư trùng với các dự án đầu tư của tỉnh và các chương trình mục tiêu của Trung ương. Tại các điểm khảo sát thực địa, sau khi nghe đại diện các cơ quan đơn vị báo cáo kế hoạch, phương án, giải pháp và bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình, đồng chí Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu đối với dự án trạm bơm thủy lợi Buôn Hằng 1A xã Hải Uy, các cơ quan đơn vị cần phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát cụ thể, đánh giá tác động thủy văn và tính hiệu quả của công trình, xây dựng thiết kế trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét. Đối với trạm bơm thủy lợi Con Tinh xã E Giêng, yêu cầu Ban Quản lý dự án huyện khảo sát lại thực tế hệ thống mương dẫn nước cho phù hợp, sớm triển khai thực hiện. Đối với dự án sửa chữa nâng cấp đường Trần Phú thị trấn Phước An, yêu cầu các cơ quan xem xét lại việc bố trí các nguồn vốn thực hiện, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Phước An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân dọc tuyến đường ủng hộ hiến một phần đất để đảm bảo mở rộng con đường và xây dựng vỉa hè đảm bảo cảnh quan đô thị. Riêng đối với dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng của huyện, trước mắt phải tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế phương án xây dựng hợp lý, vừa phù hợp với thực địa vị trí xây dựng, vừa nổi bật
tạo điểm nhấn trong khối kiến trúc chung của quảng trường và Hồ Tân An, sau đó trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét. Đối với một số công trình có nguồn vốn đầu tư trùng với các dự án đầu tư của tỉnh và các chương trình mục tiêu của Trung ương thì bố trí chuyển nguồn vốn sang đầu tư cho dự án nhà thi đấu đa năng của huyện, đảm bảo khởi công công trình đúng vào dịp lễ hội sầu riêng lần thứ hai và chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh. Ngày 13 tháng 3, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Tiến tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Xã Tân Tiến hiện có 3.500 thanh niên, độ tuổi từ 15 đến 35, chiếm 31,2% dân số toàn xã. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã có 11 chi hội với 350 hội viên. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn xã Tân Tiến đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, Hội Liên hiệp Thanh niên xã đã phối hợp tổ chức 10 đợt tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, giải tỏa hành lang an toàn giao thông với hơn 400 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Tặng hơn 2.000 suất quà và hơn 600 cặp bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán cho học sinh nghèo hiếu học và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Tổ chức hơn 30 đợt làm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường nội thôn, vận động 120 hội viên tham gia hiến máu tình nguyện. Trong chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, hội đã thành lập một câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế với 10 thành viên, xây dựng 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp. Trong chương trình xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, đã mở 7 lớp đoàn viên mới. Qua đó kết nạp được 163 hội viên, giới thiệu cho đoàn kết nạp được hơn 600 thanh niên tiên tiến vào đoàn. Đại hội đã hiệp thương cử 13 đại biểu tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Tiến khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương trực tiếp tại đại hội cử chị Trần Thị Bích Hằng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Tiến khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024, tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Tiến khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng ngày 15 tháng 3, Quỹ Tín dụng Nhân dân E Sông tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhằm tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã E Sông đã phát huy nội lực, sự đoàn kết, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản, tăng trưởng cao hơn năm trước. Theo đó, tổng nguồn vốn hoạt động đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Quỹ Tín dụng Nhân dân E Sông đạt 170 tỷ 835 triệu đồng, tăng 47 tỷ 754 triệu đồng so với đầu năm, với tỷ lệ tăng 38,8%, đạt gần 132% kế hoạch năm. Trong đó, vốn điều lệ là 6 tỷ 058 triệu đồng, vốn huy động đạt 154 tỷ 951 triệu đồng, các nguồn vốn khác đạt gần 9,9 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 86 tỷ 714 triệu đồng. Trong năm, Quỹ tín dụng huy động vốn ổn định, thường xuyên sử dụng trên 90% tổng nguồn vốn để cho vay thành viên. Giải quyết cho vay với tổng doanh số là 132 tỷ 907 triệu đồng, nợ xấu giảm còn 6,3 triệu đồng. Tổng thu nhập trừ chi phí, kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ 163 triệu đồng, tăng 34 triệu đồng so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch. Năm 2024, Quỹ tín dụng Nhân dân E Sông đề ra các chỉ tiêu chủ yếu gồm: tăng số thành viên từ 1.366 lên 1.379, tăng vốn điều lệ thêm 1%, tăng 60,58 triệu đồng, huy động vốn đạt 123,96 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 90,18 tỷ đồng, kiểm soát nợ xấu dưới 2%. Chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Cà Rông Bắc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.